Đấy, chả trang bấm cái này mình còn chữ vào phòng rồi. Vào phòng trang bấm nha. Chờ, nếm từ 1 đến 3. 1, 2, 2 rưỡi, 3. Ok. 3 rồi kém rồi. Đúng. Không có mẹ ơi. Có cô đây mà. Đâu? Chờ tí. Hello. Hello teachers. How are you today? I'm great, thanks. And you? Yeah, I'm good. Very nice to hear that. Okay, so before we start, let us review the prayer lesson. Have you finished your homework? Yeah. Susie's school trip was on first day. There were some beautiful statues. It was an art trip. It was a very interesting day. The children were tired after the trip. There wasn't any classes in the afternoon. Okay. Good. Let me ask you some question. Do you know the meaning of statues? The statue có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ngôi sao ạ. No, ngôi sao là gì? Là star. Thế từ này có nghĩa gì ạ? Statues là các bức tượng, tượng nữ thần tự do ở Mỹ biết không? Statue of Liberty chính là nữ thần tự do đấy. Statue là bức tượng. Is there any new words in the paragraph? Trong này, trong hội thoại này. Yeah. Còn từ mới nào không? Không. Okay, so let's start with today's lesson. Exercise 1. Read their number. Bài này yêu cầu mình làm gì nhỉ? Đọc sau đó là đánh số ạ. Chính xác, number vừa là danh từ vừa là động từ đúng không? Động từ là đánh số thứ tự. Okay. Now you need to read the paragraph. Yeah. Đọc cho cô đoạn văn này. School trips. Where did you go on your last school trip? 1. Our science trip yesterday was exciting but scary too. We went to a cave in some place. There wasn't any lights, and the cave was very dark. There were lots of bugs. Jack, bugs are awake at night. They sleep inside the cave. During the day and go out to eat at night. Oh, some ten seal Korea. Okay. So, câu hỏi ở đầu bài có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là bạn đã đi đâu? Bạn đã đi đâu vào chuyến đi của trường? Bạn đã đi đâu vào chuyến đi của trường trước? Chuyến đi trước đúng không? Chuyến đi của cái trường lần trước. Okay, the last. Okay. Is there any new words? You know, junk. Junk là gì? Junk có nghĩa là kiểu như là kinh tởm bẩn thỉu ấy ạ.
Yes, kinh. Yeah. I want you to pay attention to some words with the pronunciation. Và mình sẽ chú ý thêm cô về cái phát âm như thế nào. The place bình thường nhá, không có s thì mình sẽ đọc là place. Cái đuôi ce đấy mình sẽ đọc là s rồi. Còn khi mà thêm s nữa mình sẽ đọc places. Wow. Can you repeat? Places. Okay. Tiếp theo nữa là gì? Light. Light. Night. Mình hay bị nhầm cái chữ âm L, âm M đúng không? À, light. Line. Từ đấy em bị ngọng từ nhỏ luôn. Ok, thế mình sẽ tập nói dần dần nhá. Game. Light. Night. During nghĩa là gì nhỉ? During có nghĩa là cái hang. During nó là một cái giống như là một cái từ khoảng trong suốt cả ngày, ví dụ during the day, during the holiday hoặc during the month, trong cái khoảng thời gian đấy. Thế là gì cả? Em thì em lại dịch là trong cái hang. Ở đây gì nhỉ? Inside the cave là trong hang đúng không? They sleep inside. Inside cũng là bên trong. Wow. Inside bên trong. During the day tức là gì? Bọn nó ngủ ở trong hang suốt cả ngày. During trong suốt cả ngày. During sẽ thường cộng với cả một cái khoảng thời gian. Yeah. Okay, next paragraph. Văn tiếp theo nè. Is there any new words? Là nhìn qua số trước đã. Square là gì nhỉ? Là hình vuông. Vuông. Dạ, chính xác. Chính là hình vuông. Draw là vẽ. Okay now. You read out loud. Dạ. Yeah. Two last four my class went on a history trip to the center of my city. We were learning about life 400 years ago and looking at every important building around a square. Our teacher said, take lots of photos, draw pictures, and write about the buildings. It was a fun day. Lucia, San Lima, Peru. Okay. And this thing that từ 400 thì đọc là gì? 400. Sẽ là 100. Nó e 100. Wow. 100. Tiếp theo nữa là ra. Đó. Ok. Last four có nghĩa là gì nhỉ? Four bình thường thất mình hay biết đến... Thất bại trước. Theo như em nghĩ thất bại trước. Bình thường mình hay biết đến four với vai trò là động từ đúng không? Nó rơi đấy ạ. Động từ nó có nghĩa là ngã, rơi, ok. Ừ. Nhưng mà trong trường hợp này danh từ mình đang nói xem nó là danh từ, nó sẽ có nghĩa là một khu. Four. Last fall sẽ là gì? À, mùa thu trước ạ. Mùa thu trước này còn chính là mùa thu năm ngoái đúng không? Mùa năm chỉ có mùa thu. Hết nha. Mùa thu năm ngoái. Hết. Nhớ nhá, fall danh. Dạ. Ngoài fall thì mùa thu có thể dịch là gì nhỉ? Từ nào có nghĩa là mùa thu nữa? Autumn. Chính xác, autumn. Next.
3 on Thursday. I wasn't at school. I went on a geography trip to a lake in the hills. The river in my city starts at this lake. We went to a waterfall in the river too. It wasn't very big, but it was really beautiful. We learned that the water here is clean. Oliver 11 needs United Kingdom. Okay. Trước tiên là waterfall. Water means. Từ này em không biết ạ. Water là gì nhỉ? Nước ạ. Yes, fall là gì động từ? Là rơi ngã. Nước mà rơi chảy nhiều mình có thể đón là gì ạ? À là thác nước ạ. Chính xác, waterfall. Dạ ok. Thác nước. Mình ghép hai từ vào rất là hay đúng không? Waterfall. Yeah. Là thác. Lake. Là gì ạ? Là hồ ạ. In the hill. Trên những chiếc đồi. Trên những cái đồi. Đồi waterfall. Là thác. It's worth really. Really. What they eat? Really. Really. Thực sự. Vô, thực sự rất là đẹp. Không chỉ đẹp không mà thực sự rất đẹp. Okay, now we will answer the number first, okay? Để có thể điền được vào số ở đây đúng không? Mình sẽ phải hiểu được cái đoạn văn nói gì. Can you number now? Or you need to read again? Chúng ta có cần đọc lại không? Không. Chữ A. What is it? Là gì nhỉ? Hình ảnh waterfalls. Yeah, waterfall. So number. Là số mấy nhỉ? Đoạn văn thứ mấy nói về waterfall? Số 3. Yes. 3. Picture B. Can you see the bath? Bath. Chúng ta thấy con rơi đúng không? Yeah. So, which number? Picture 1. Number 1. Yeah. Picture B. And the last one, picture C. Is a picture of. Ở bức tranh này hình ảnh gì? Thì còn số 2 đúng không? Đặt hình ảnh. That's the center, the city center. Yeah, of city center. Center là miền trung ạ. Trung kiểu tâm. Trung tâm. Trung tâm. Center of the city chính là gì? Trung tâm của. Trung tâm của thành phố ạ. Yes. Next exercise. Side true or false? Correct the false sentence. Sentences. Sentences. Thì ta cũng kết thúc bằng CE đúng không? Nên là nếu không có S ở cuối là số ít thôi nhá, mình sẽ làm bằng sentence. Khi mà có S thì sentence. Tức là mình phải làm gì nè? Là nói đúng hay là sai? À, nói đúng lại cái câu mà nó đã sai ạ. Chính xác, sửa lại câu sai cho đúng. For example number 1, câu số 1 nào. First, she didn't go. Câu số 1 là gì đã nhỉ? One, Lucia went to on a geography trip last fall. And it is false, câu này là câu sai đúng không? Vì sao? Bây giờ sửa lại như thế nào? She didn't go on a
geography trip. She went to a history trip. Okay, sẽ xem nào. Lucia. History. History. Lucia learned. Ơ cô ơi, từ learn này là em tưởng là bất quy tắc chưa? Chỉ ở bất quy tắc là thêm t và thêm tờ vào. Nó có cả hai cách hiện bây giờ hiện tại nhá. Thì người ta sẽ chấp nhận cả hai cách cho mình, và cả bất quy tắc thêm ed hoặc là thêm chữ t đều đúng. Wow. Mình đều chấp nhận cả hai. Lucia learned about life 200 years ago. Is it true or false? False. False. Can you correct it? Sửa lại như thế nào nhỉ? She didn't learn about life 200 years ago. She learned about life 400 years ago. Trăm mình đọc là gì nhỉ? 400. Is it 100? Or như thế nào mới đúng nhỉ? 100. 100. Nhìn three. Oliver and his class were in a city. Oliver. False. Is it four? Okay, so can you correct it? Oliver and his class didn't are in a city. They were in a in the hills. Ở đây phủ định của were là gì nhỉ? Đây là động từ to be. Nên phủ định mình sẽ thêm not vào ngay sau to be đúng không? Chứ không có trợ động từ nữa. Câu này sẽ nói như là sửa lại cho đúng ngữ pháp. Mình sẽ nói là gì nhỉ? Oliver and Oliver and his class wasn't in a city. They were in a city. They were in the hills. The hills. Okay. Yeah. Next, number four. There was a beautiful waterfall on the river. Câu này là true. Sam's science trip was boring. Câu này là false. Okay, Sam. False. Can you correct it? Yeah. Sam's science wasn't a Sam's science trip wasn't boring. It was exciting. Yes, it was. Cả cái sunshine trip mình sẽ có thể mượn chủ ngữ giả là it. Chuyến đi đúng không? Yeah. Sẽ mượn là it. Okay. Six. There wasn't any animals in the cave. False. There were any animal in it. Okay. Ở đây chúng ta sẽ chú ý. There were lots of rats. Đúng rồi. Mình sẽ không. Tức là ở câu mà phủ định mình, hoặc là nghi vấn thì mình sẽ dùng any. Còn ở câu khẳng định mình sẽ không dùng any nữa. Yeah. Next. Look at activity 1. Talk about the tree. For example. Can you read the example? Lucia's trip was interesting. I like all places. Đây là nói về chuyến chuyến đi của bạn nào? Của bạn Lucia. Yeah. Where did she go? Cô ấy đã đi đâu nhỉ? Old place chính là gì? Một địa điểm cũ. Ngồi và câu ấy
went on a history trip. Yeah. Là đi đến một địa điểm trong lịch sử. Yeah. So can you talk about Sam Street? Nói về chuyến đi của Sam như nào nhỉ? Chuyến đi của Sam có thú vị không? Sam's science trip was exciting. Vì sao? Vì sao mình lại cảm thấy thú vị nhỉ? Because it's scary. We like scary feeling. How about Oliver's trip? How do you feel about it? Mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Đang cảm thấy như thế nào chuyến đi này nhỉ? Buồn chán hay là thú vị? Hết. Nghe example. Đây là mẫu câu như thế này nữa. Bạn Oliver đi đến đâu nhỉ? Đi đến waterfall. Yes. Đi lên đồi, thác nước. Do you like waterfall? Yes. Okay, so you can say that I like Oliver's trip was exciting. I like this place. Yes. Place. Cute. Okay. Now, exercise 4. Yeah. Read and circle. Tức là mình sẽ đọc đoạn văn này, sau đó mình sẽ phải chọn đáp án ở đây. Yeah. Can you read out loud? Hi, Susie. Were you on your school trip yesterday? No, not yesterday. We went on Thursday. We were in London. There were some beautiful statues and some interesting pictures too. Why were you there? It was on art trip. We are learning about artists from around the world. And London has art from lots of different countries. Wait, China, Spain. Tôi đọc gì em? France. The United States. Yes, and thanks. The United Kingdom, of course. Was it an interesting day? Yes, it was. It was very interesting. But we were very tired after the trip. There was a lot of walking. I always go to London by train. Yes, we went by train and then by bus. But in the afternoon, there wasn't any buses and it was very long walk. Walk. First of all, let's pay attention to the pronunciation. Chúng ta sẽ sửa một số phát âm nhé. Đây, từ này. London. Tiếp theo là khi mình viết tắt, bình thường mình viết rõ là we are, đúng không? Khi mà viết tắt như thế này sẽ là we are learning. Spain. Là nước gì nhỉ? Em không biết luôn. Spain là Tây Ban Nha. Egypt là gì?
Em cũng không biết từ đấy luôn. Cha nó không lên. China là gì? China là nước Trung Quốc ạ. Yes. France là gì? Là nước Pháp ạ. Chính xác, thế đúng không? Egypt là Ai Cập. Egypt. United States. Nước Mỹ ạ, nước Hoa Kỳ. Okay. United Kingdom. Nước Anh ạ. Very good. Hey, now you circle. The one. Yeah. It's time to circle. Number one. Susie's school trip was on Thursday. Yeah. Easy. Two, there were some beautiful statues. Three, it was an art trip. Where can you find it? It was on an art trip. Yeah. Next. Four, it was a very interesting day. Interesting. Vừa nãy mình đọc là gì? Interest. Nhưng mà đọc đúng ra thì là interest nhỉ cô nhỉ? Interesting. Miễn tức là bởi vì nó không phải là kiểu nó mang trọng âm ấy, nên là mình có thể đọc i hoặc ơ tùy theo cái khi mà mình nói mình tự nhiên rất có thể. Yeah. Five. The children were tired after the trip. Six. There wasn't any buses in the afternoon. The last exercise. Write about your school trip. You can depend on some clue. Thế mình sẽ dựa vào một số gợi ý ở đây. Trước tiên là gì nhỉ? When. Hỏi chấm when là ở đâu ạ? When. À là khi nào? Khi nào? Ở đâu là gì? Where. Where nghĩa là ở đâu? Không nhỉ? Không biết. Khi nào? Tiếp tục là gì? Is were a what subject? Thế ở chỗ chấm này mình sẽ điền cái gì nè? Điền là tên môn học của đấy ạ. Dạ. Ở đây là điền, đầu tiên là điền thời gian này. Chỉ số 2 là điền tên môn học. Next. Where okay. Là ở đâu? Yes. Where, đến đây là ở đâu? Yeah. Tiếp theo. Chọn một trong bốn tính từ ở đây là gì nhỉ? Boring, interesting, exciting, scary. Sau đó cuối cùng là nêu nêu cảm nghĩ của mình. Because sau because mình có thể cộng với một cái gì nào? A reason. Đó. Sau because sẽ là một lý do bởi vì sao đó đúng không? Wow. Mình sẽ phải đưa ra lý do vì sao mình lại cảm thấy nó thú vị hay vì sao lại cảm thấy sợ hãi hết. Yeah. So I will. Bây giờ sẽ là bài tập về nhà nhé. Then do it as the homework. Yeah. Okay. So before we start, let a review. What we have learned today? Can you tell me? Hôm mình học nội dung gì nhỉ? We learned about. We practiced about. The chuyến đi của trường là gì nhỉ? À, school trip. Yeah, the school trip. Yeah. Some new words you learned today are. We learned. Food. Tham nó là gì nhỉ? What the food? Yeah. Spend. And with. When. Egypt. When. Còn cuối. Reason. Yeah.
mình học từ về các quốc gia đúng không? Yeah. Một số cái từ chỉ địa điểm. Thank you very much. Remember to do the homework. Yeah. Goodbye. Goodbye, teachers. Good night. Thank you. Yeah. Hai tám rồi. Xin mẹ mua đi con tăng để tính ra. Đã xong đã.